Truyện tích thứ 41, chuỗi hạt mân côi với thuyền nhân Việt Nam. Sau ngày chế độ Việt Nam Cộng Hòa miền Nam sụp đổ, thì toàn dân hoang mang lo sợ. Có biết bao nhiêu cái sợ dồn dập trên đầu óc người dân miền Nam. Có những tin đồn thất thiệt, gây hoang mang cũng có. Thông cáo của chính phủ, của Ủy ban quân quản làm cho người dân càng lo lắng. Đi kinh tế mới làm ăn, khai hộ khẩu, trình diện cải tạo học tập. Rồi từ đâu phát sinh ra những câu ca dao tục ngữ, càng làm cho người dân lo âu sợ hãi. Tôi còn nhớ bên cạnh nhà chúng tôi có những nữ sinh chỉ chừng 18-19 tuổi, ăn mặc rách rưới, vẽ mặt cho đen đuổi xấu xa. Tôi hỏi, các cô bảo người ta đồn con gái miền Nam sẽ bị gả ép cho thương phế binh lấy làm vợ, thật tội nghiệp. Các công chức quân nhân thì tìm đường vượt biên trốn tránh, khỏi bị bắt bớ. Tình trạng hoang mang hỗn loạn đến cực độ, nhiều người muốn đi mà đi không được, nào vợ con, gia đình không đành dứt bỏ. Cho nên người dân đã tổ chức vượt biên, vượt biển rất nhiều, ra đi là coi như liều mạng. Do đó phát sinh ra câu ca dao: con nuôi cá, má nuôi con nuôi cả nhà. Thật thảm thương, tội nghiệp. Trong lịch sử Việt Nam, hay nói cả thế giới nữa, chưa bao giờ có những cuộc di cư vĩ đại liều mạng như ở Việt Nam này. Biết là chết mà cứ đi, rồi đến đâu hay đến đấy. Người có tiền thì ra đi, người không có tiền thì đành chịu vậy. Phó mặc cho số phận, nhà nước, chính phủ, mặc dù có những thông cáo trấn an, nhưng người ta vẫn không tin, cho nên ai cũng sợ. Không đi được thì đành phải ra trình diện học tập, đến đâu thì đến. Cái chết là cầm chắc trong tay. Trên chiếc thuyền vượt biển mà chỉ có chừng 14 thước bề dài, 4 thước bề ngang mà chứa cả 50-60 người, thì làm sao mà sống nổi. Vậy mà họ cũng cứ đi. Có những trung tâm tôn kính Đức Mẹ như ở Bình Triệu, nhà dòng Chúa Cứu Thế, lúc nào cũng chật ních những người khấn xin được vượt biển bằng an. Lúc ấy họ mới tìm đến Chúa, đến Đức Mẹ Maria để xin ơn phù trì hộ vực. Có những chiếc thuyền mong manh như vậy mà xếp người như xếp cá hộp. Thuyền nào có người công giáo thì họ đều cầm chuỗi hạt mân côi trong tay để đọc kinh cầu nguyện, xin Đức Mẹ phù hộ đi đến nơi, khỏi bị hải tặc cướp bóc hãm hiếp. Chúng tôi đã đọc rất nhiều truyện tích mà người ta đã kể lại, không bút nào tả cho xiết những thảm trạng gây kinh hoàng cho người dân Việt Nam. Có thuyền phải ăn thịt người để mà sống. Khi người bệnh vừa mới chết, có những người phải uống nước tiểu để cầm hơi. Có những thiếu phụ bị hải tặc hãm hiếp ngay trước mặt chồng, không chịu nổi cảnh dã man, phải đến can thiệp. Hải tặc bắn chết luôn người chồng, rồi quẳng cả xác chồng xác vợ xuống biển. Tôi không chủ trương diễn tả thảm trạng của đồng bào Việt Nam chúng ta khi vượt biển tìm tự do, mà chỉ tả sơ qua một chút để làm đề tài cho việc nhiều người công giáo Việt Nam chúng ta đã được Đức Mẹ cứu vớt qua chuỗi hạt mân côi như thế nào. Họ đã cùng nhau tổ chức đọc kinh chung khi gặp những hoạn nạn, rủi ro, sóng gió bão táp. Một cô ca sĩ không phải công giáo, rất nổi tiếng, bụng mang dạ chữa. Khi thấy sóng gió nguy ngập, cô liều mạng ra đứng trên boong tàu, cầm giơ chuỗi hạt mân côi, ngửa mặt cầu xin Đức Mẹ đối thương đến toàn thể con tàu đang gặp cơn nguy biến. Tức thì Đức Mẹ đối thương nhận lời, cho sóng gió bão táp ngừng ngay. Cô đã rất cảm động và không ngừng cảm tạ Đức Mẹ trọn cả đời. Mặc dù vì nhiều lý do cô chưa thể theo đạo công giáo trong lúc này được,
Nhưng tôi vẫn cứ tin tưởng cho đến ngày cuối đời, chắc chắn cô sẽ được Đức Mẹ đối thương nhìn đến trong những giờ phút sau hết. Còn có biết bao nhiêu con tàu khác nữa, nhờ phép màu nhiệm của chuỗi hạt mông côi mà đã được Đức Mẹ cứu giúp khi lâm nguy như vậy. Hầu như tất cả những người Công giáo khi di tản đều đã lần hạt mân côi suốt đêm ngày, xin Đức Mẹ cứu cho qua cơn sóng gió bão táp để đến bến bình an. Lời bàn trong bài thánh ca Xin ơn vượt biển có câu: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con lúc vượt biển gian nan. Phải, Đức Mẹ đã cứu bao nhiêu người vượt biển hoặc đi đánh cá ở ngoài biển khơi. Năm 1954, cũng đã có biết bao nhiêu người vượt biển tìm tự do, nhất là những đồng bào Công giáo thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thuộc khu 4 cũ, mà không có phải đoàn Pháp chuyên chở thì phải tìm cách vượt biên bằng đường biển. Thật gian nan, nguy hiểm. Đồng bào Ba Lan đã phải chịu rất nhiều nguy hiểm khi phải tìm cách di cư vào Nam. Tất cả mọi người đều phải đeo chuỗi hạt mân côi. Trên đường vượt biển, thanh niên thì chèo trống, còn đàn bà con trẻ đều lần hạt liên tục để cầu xin Đức Mẹ cho được vượt biển bằng an. Và quả thật, Đức Mẹ đã cứu họ đi đến nơi. Hiện nay, đồng bào Ba Lan đang định cư sống ở xã Thanh Hải, Phan Thiết. Cuộc di cư vĩ đại của đồng bào Việt Nam đi nước ngoài, liều sống, liều chết với số mạng, cũng đã nói lên sự tin tưởng tuyệt đối vào chuỗi hạt mân côi kính Đức Mẹ. Tạ ơn Chúa.